Vâng, xin chào bác em thanh toàn quốc nhé. Hiện tại em đang có mặt tại thôn Tam Đồng, xã Vũ Long, Vũ Lăng, Tiền Hải, Thái Bình để thi công lắp đặt cho chú Dương. Chú Dương ạ. Vâng. Đây là con loa của Dương này, loa B12. Con đẩy là con xúc 560. Con đẩy liền vang X22 và vùng X321. Không gian nhà chú Dương thì gần 200 mét vuông. Rất là rộng. Nhà chú vừa mới xong. Thì chú đang có đồ cũ đây mà không đảm bảo chất lượng, chú đã phải xin ca để thay một mới. Đây, đây là chủ nhân của nhà chú Dương này. Chào anh em nhé. Chào anh em nhé. Thế thì chào lắp luôn đấy nhá. Chào lắp đi. Vâng. Vâng, và đây là bên trong không gian của nhà chú Dưỡng đấy ạ. Với loa B12 thì đã được cho lên kệ. Chú Dưỡng chú đang đi lấy thêm cái dây nguồn để cho vào đây. Ông đẩy liền vang X22, 1X321. Nó rất là đồng màu, rất là đẹp. Con xúc 560. Hiện tại thì nhà chú Dưỡng đang có một bộ âm ly và loa cây rồi. Nhưng mà nó không đảm bảo chất lượng, hát hò nó hay bị rít mic nên là chú không thích, chú đã quyết định gọi Zika để thay một bộ mới đấy. Nhớ lúc